Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 32 ngày 3 tháng 5. Hôm nay ngày 3 tháng 5, môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra lượt trận thứ 2 bảng B với tâm điểm là trận đấu giữa đội U22 Việt Nam gặp U22 Singapore. Ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào. Đó là trận đấu mà các học trò huấn luyện viên Philippe Troussier chưa cho thấy sự mượt mà trong lối chơi, nhưng điều quan trọng là đạt mục tiêu giành 3 điểm. Chạm trán với U22 Singapore được đánh giá cao hơn so với đối U22 Lào, nhà đường kim vô địch U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn. Tâm lý của người hâm mộ bao giờ cũng muốn đội bóng của mình yêu thích phải đá hay. Thắng đẹp, quả là áp lực không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. U22 Singapore sau trận ra quân thất thủ 1-3 trước U22 Thái Lan cũng bị đẩy vào tình thế khó khăn và phải tìm kiếm kết quả tốt trước U22 Việt Nam để còn cơ hội cạnh tranh một trong hai tấm vé vào bán kết ở bảng đấu này. Trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Singapore diễn ra lúc 16 giờ hôm nay trên sân Prinsere và được trực tiếp trên VTV5. Lúc 19 giờ cùng ngày diễn ra trận đấu còn lại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Malaysia gặp U22 Lào. Đây là trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia, còn U22 Lào sau trận thua trước U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực tìm kết quả có lợi, nếu không dễ phải chia tay sớm từ vòng bảng. Trận đấu này cũng được trực tiếp trên VTV5. Xếp hạng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 trước lượt trận thứ 2 như sau: 1. U22 Thái Lan, 3 điểm, hiệu số 3-1, 2. U22 Việt Nam, 3 điểm, hiệu số 2-0, 3. U22 Malaysia, 0 điểm, 4. U22 Singapore, 0 điểm, hiệu số 1/3, 5. U22 Lào, 0 điểm, hiệu số 0-2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.